Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 13, câu 47 đến câu 53. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giê-xu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Quý vị và các bạn thân mến, có ngày thả lưới, chắc chắn có ngày kéo lên. Có ngày vào đời, phải có ngày ra khỏi cuộc đời. Hội thánh là chiếc lưới Thiên Chúa thả xuống biển trần gian, gom cả kẻ xấu lẫn người lành. Đừng ngạc nhiên, đừng vấp phạm, vì sẽ có ngày phán xét để tách biệt kẻ lành, người dữ. Sống trong xã hội, thuộc về giáo hội, chúng ta sống trong cộng đồng nhân loại, mỗi người một ơn gọi, mỗi người một nhiệm vụ phải chu toàn. Sống bên cạnh người dữ, giúp cho người lành càng lành thánh hơn, vì lửa thử vàng, gian nan thử đức. Sống bên những người không tốt, giúp cho người lành sống sứ mạng làm muối, men và ánh sáng, để đáng được phúc lộc của người tôi chung. Sống cùng với người lành, người tội lỗi cũng được hưởng phúc lộc của người lành. Chúa trả lời cho ông Abraham, nếu trong thành có 5 người công chính thì ta không trừng phạt cả thành, là một bằng chứng. Vì người lành, kẻ giữ sống chung với nhau trong một cộng đoàn, nên chúng ta cần phải sáng suốt, bình tĩnh và quảng đại. Đừng mơ mộng, ảo tưởng gia đình mình, cộng đoàn mình chỉ chấp chứa những người tốt. Cần phải bình tĩnh khi có những người xấu trong cộng đoàn. Không nên có thái độ loại trừ, cô lập, mà hãy nêu gương sáng và cầu nguyện cho họ. Nếu chúng ta là người tội lỗi, đừng buông xuôi, thất vọng, vì bên cạnh chúng ta còn có rất nhiều người tốt lành thánh thiện, mà nhờ họ, Chúa cũng đang gìn giữ ban ơn cho chúng ta mà trở về cùng Chúa. Lạy Chúa, sống bên cạnh một người chúng con cho là không tốt, chúng con thường hay khó chịu, bất bình, loại trừ. Chúa dạy chúng con phải kiên nhẫn, quảng đại, như Chúa đã cho mưa nắng trên kẻ lành và người dữ, thì xin giúp chúng con cũng biết noi theo lòng nhân từ Chúa, mà làm việc cho ích lợi của mọi người. Amen.